Thì phải bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Còn cái nút đèn em bấm thêm nữa thì muốn đèn đổi màu thì bấm thêm nút bên tay phải, còn bấm nút bên tay trái là bấm đầu tiên thì máy sẽ phun liên tục chừng nào hết nước trong máy ngắt. Cái này nó phun cũng khá khỏe nhưng mà không nhẹ. Đó, này em muốn quay đâu quay ha. Còn cái nút bên tay trái là nút mít, bấm cái nữa là 10 giây ngắt, 10 giây phun, là nó có số dưới đây nè. Bấm cái nữa là 2 tiếng đồng hồ ngắt. Bấm cái nữa 4 tiếng đồng hồ. Rồi, đầu tiên anh sẽ test cái chế độ hết nước tự ngắt trước ha. Nếu hết nước thì em có thể sử dụng đèn được, nhưng mà em bấm hẹn giờ thì máy sẽ tự tắt. Rồi. Nước thì mình cứ đổ nước lạnh nước lọc thôi. Này nó có cái vạch nè, 100, 200, 300 ml ha. Đổ nước càng nhiều máy phun càng nhẹ, đổ càng ít máy phun càng mạnh. Đây, ví dụ như anh đổ ít test máy thôi. Rồi, nói chung là muốn đổ nhiêu ra đổ. Trung bình 100 ml thì nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu nha. Rồi cái nắp này chỉ úp lại thôi chứ không cần đậy dặn gì hết nha. Muốn hướng ở đâu thì cứ cái lỗ này cứ quay về hướng đó. Rồi, nút đèn bên tay phải bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Còn cái nút đèn em bấm thêm nữa thì muốn đèn đổi màu thì bấm thêm nút bên tay phải, còn bấm nút bên tay trái là bấm đầu tiên thì máy sẽ phun liên tục chừng nào hết nước trong máy ngắt. Cái này nó phun cũng khá khỏe nhưng mà không nhẹ. Đó, này em muốn quay đông quay ha. Còn cái nút bên tay trái là nút mít, em bấm cái nữa là 10 giây ngắt, 10 giây phun, là nó có số dưới đây nè. Bấm cái nữa là 2 tiếng đồng hồ ngắt. Bấm cái nữa 4 tiếng đồng hồ ngắt. Bấm cái nữa tắt máy. Hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng ngắt hết. Ví dụ anh bấm cái nữa tắt máy nè. Bấm đầu tiên là máy phun liên tục, nào cạn nước tắt. Bấm đèn đầu tiên đèn tự đổi màu. Ví dụ như tối mà ngủ mà mình muốn thích màu gì đó thì mình cứ bấm hoài tới nút đèn nha. Để mình chọn ngay cái một màu mình thích. Mình bấm nào hết màu. Bấm đầu tiên đèn tự đổi màu lại. Này là cách sử dụng hai nút. Cái này có tặng remote để có, mình có bấm thì mình bấm. Remote đó thì khi xài rút cái nắp tặng pin ra ha. Sẽ có 6 nút. On off là tắt mở máy. On là mở máy. Nút đèn là bấm nút like. Bấm like đầu tiên đèn tự đổi màu. Hẹn giờ là nút thêm này, nút cái đồng hồ này 2-4 tiếng này. Nó nhảy dưới. Rồi continue là phun liên tục. Bitmon là phun lớn nhỏ. Inter là phun ngắt quãng, là nút 10 giây phun ngắt, 10 giây phun. Rồi ghi được ha. Nếu mà không sử dụng thời gian dài, ví dụ như 5-7 ngày, 10 ngày gì đó mình không sử dụng thì mình cứ đổ hết nước, dùng khăn giấy lau khô là được. Nếu anh đang để chế độ phun ngắt quãng, thì chế độ phun liên tục thì bấm continue lại. Rồi gì gì được ha. Rồi ok.